Chị Huyền ơi, chị Huyền ơi, chị quay giúp em với. Nó thành như thế này rồi. Ra được khỏi cái dao này cơ mà. Dao này bảo sao mấy bọn kia nó không ra được. Tối mẹ. Thank you.
tìm cho chị cái từ đấy chứ. Đập mấy cái này đi, mấy cái được rồi.
giết người thôi, chưa bao giờ giết lợn luôn. Thank you.
biến đấy làm gì đấy Trang? Vừa lại cái cảm biến mà em đọc đó. Nó tụ độ ấy sáng à? Thế ôi con gà chạy nhanh gà vịt ê nó còn đứng nhìn lên cho em bắt này ok thịt lấy như nó thịt cứ lại chạy lại ăn thôi. Chạy nhanh lắm. Có sao không?
chim này. Cắm mất đấy.